Trước tháng 4 năm 2019, tỉnh Hưng Yên có 864 thôn, tổ dân phố, nhưng có tới 1.034 chi bộ. Trong đó có 82 thôn có từ 2 đến 4 chi bộ, 7 thôn có 5 chi bộ, 1 thôn có 6 chi bộ và 1 thôn có 7 chi bộ. Chính vì một thôn có nhiều chi bộ nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đặc biệt việc triển khai thực hiện nghị quyết của các chi bộ gặp rất nhiều khó khăn, bất cập. Nhiều nghị quyết chỉ tồn tại trên sổ sách. Đã có tình trạng trưởng thôn không biết thực hiện theo nghị quyết của chi bộ nào với nhiều lý do. Thực hiện theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa 7 về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sau khi nghiên cứu và khảo sát tình hình thực tế ở cơ sở, ngày 16 tháng 4 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành đề án số 10, Bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Sau hơn 4 năm đi vào cuộc sống, đề án đã đem lại những hiệu quả thiết thực vượt trên sự mong đợi của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Để tôn vinh sự thành công của đề án, nhiều địa phương đặt tên cho đề án là 2 trong 1. Ngược dòng thời gian, trở lại với những ngày đầu triển khai thực hiện đề án số 10, chúng tôi được biết, hầu hết các thôn có từ 2 chi bộ trở lên, thôn nào cũng gặp phải khó khăn, bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của các chi bộ. Thôn càng nhiều chi bộ, càng phức tạp. Thôn Mơ Đông tôi là có 3 chi bộ, hàng tháng mỗi chi bộ họp là có một cái nghị quyết, xong đó đến đồng chí trưởng thôn bắt đầu mới họp quân dân chính lại, bắt đầu mới ra nghị quyết để triển khai công việc của địa phương là nó rất chậm. Mỗi một chi bộ ra một cái nghị quyết nó khác nhau. Chính vì vậy, việc thực hiện hiệu quả không được cao. Để triển khai cái nghị quyết của cấp trên ấy thì trưởng thôn ấy ông ấy là quần chúng, khi là họp chi ủy xong thì là lại họp chi bộ. Cái nghị quyết ấy lại phải về triển khai lại với ông trưởng thôn thì nó cũng vẫn còn trục trặc. Thôn Trà Bồ chúng tôi có 4 chi bộ, 4 cấp ủy và 12 đồng chí. Cấp ủy nó công cảnh quá. Ghi ra nghị quyết thì lại 4 chi bộ lại có 4 cái nghị quyết, đôi khi có những cái nó vênh. Trưởng thôn chúng tôi là rất khó thực hiện cái nghị quyết của chi bộ. Khi mà đồng chí bí thư chi bộ nhận được cái nghị quyết hoặc chỉ thị lãnh đạo đấy của Đảng ủy, của cấp trên xuống triển khai xuống đến thôn thì lại phải như vậy là tổ chức họp chi bộ, xong đó thì như vậy là họp quân dân chính. Thì họp quân dân chính thì bí thư chi bộ lại không phải là người triệu tập, mà quân dân chính phải là trưởng thôn. Nếu mà trưởng thôn đồng thuận với vấn đề đó thì nó là thuận lợi. Nhưng mà trưởng thôn chưa hiểu rõ vấn đề này, thế là còn mang lý do là bận ngày mai ngày kia mới họp được, thì cái đó cũng là một cái bước như vậy là chậm trễ đấy trong việc triển khai nhiệm vụ. Có ông bí thư chi bộ là sau khi là họp chi bộ triển khai nghị quyết xong, giơ tay biểu quyết nghị quyết ra xong, thế coi như là xong. Thế khi nào có vấn đề gì xảy ra cái mới lại gặp lại trưởng thôn xem là ba cấp hình nhớ ra làm sao, công việc giải quyết không kịp thời. Trao đổi với đồng chí Nguyễn Duy Thái, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phù Cừ về việc thực hiện đề án số 10, bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Đồng chí cho biết, vào thời điểm ấy, huyện Phù Cừ có 54 thôn nhưng có 67 chi bộ. Vì thế đã xảy ra tình trạng các chi bộ ở cùng một thôn, mỗi chi bộ đề ra một nghị quyết lãnh đạo khác nhau với cùng một công việc. Dẫn đến việc ban hành nghị quyết có thời điểm bị chồng chéo, khiến cho nghị quyết chỉ tồn tại trên giấy, không đi vào cuộc sống. Có nơi đã xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết khi triển khai thực hiện nghị quyết của các chi bộ. Một thôn có nhiều chi bộ thì nó nảy sinh rất nhiều vấn đề bất cập. Bất cập lớn nhất đó là không thống nhất trong cái việc lãnh đạo chỉ đạo cái nhiệm vụ của thôn. Cái bất cập thứ hai là ngân sách phải chi trả cho cái chức danh bí thư chi bộ cũng nhiều. Trong khi đó cái phụ cấp cho trưởng thôn không cao, cho nên anh em cũng thiếu nhiệt huyết trong cái thực hiện cái nhiệm vụ. Một thôn có nhiều chi bộ rất khó cho công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Bởi vì là mỗi chi bộ lại có một cái quan niệm khác nhau, ra nghị quyết chỉ đạo khác nhau. Nhưng cái người thực hiện thì chỉ có đồng chí trưởng thôn, đồng chí phó trưởng thôn và các chi hội đoàn thể. Cho nên là trong cái chỉ đạo là có cái sự vênh váo, cái hiệu quả nó sẽ không cao. Thậm chí có một số nơi là mâu thuẫn giữa các chi bộ đấy. Thị trấn là một cái địa bàn đặc thù đấy, thôn Nha Trang có tầm cỡ khoảng độ gần 40 cán bộ thôn, còn mấy cái thôn khác nữa thì tất cả là 83 cán bộ. Bộ máy nó tản mát lắm, làm không tập trung, vì nó dàn trải lắm, không thuận lợi.
trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát, nguồn ngân sách tôi nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Qua những ý kiến nói trên cho thấy, việc nhất thể hóa hai chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn là nhu cầu tất yếu và cấp thiết. Tuy nhiên, đây là vấn đề rất lớn liên quan đến bộ máy tổ chức, con người, liên quan đến quyền lợi, liên quan đến nhiều việc, nhiều người. Vì thế, việc triển khai tổ chức thực hiện cần phải được tiến hành một cách khoa học, bài bản, chặt chẽ, rất linh hoạt, sát với tình hình thực tế và phải thấu tình, đạt lý. Chúng tôi xác định đề án có cái đối tượng tác động khá là rộng. Khi sáp nhập chi bộ, nhiều địa phương khó khăn trong việc lựa chọn từ 3, 4 đồng chí. Bây giờ chọn ra một đồng chí, vừa là bí thư chi bộ, vừa là trưởng thôn. Hai trong một đó, để tháo cái nút thắt đó, chúng tôi tập trung tham mưu với tỉnh ủy làm công tác tuyên truyền, vận động. Trước hết là đối với đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là những người có trách nhiệm trong việc thực hiện đề án. Phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị của tỉnh và là một cái nhiệm vụ rất là lớn trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 19 của đảng bộ tỉnh. Khi bắt đầu làm là khó khăn lắm. Và có những thôn của chúng tôi là một thôn 5 chi bộ, giờ còn một. Và bản thân tôi là phải đi xuống tất cả cơ sở. Cái tâm trạng lúc đó là rất nhiều người không muốn làm. Cái khó nhất là tìm người. Và cũng có một số xã là khi không bố trí được nhân sự ngay là phải cử cán bộ của xã về kiêm. Để sau khi làm nòng cốt kiêm rồi thì phải tìm tiếp tục tìm người để xây dựng. Khi chúng tôi làm thì nó cũng linh hoạt chứ không tuyệt đối hóa cứng. Đa số thì là bầu chi bộ xong, giới thiệu ra làm sao để lãnh đạo bầu trưởng thôn cho chúng. Đấy. Nhưng cũng có những trường hợp đặc thù, nhưng mà trường hợp này rất ít, chỉ ở một hai thôn thôi. Thì lúc ý bầu trưởng thôn xong, giới thiệu với chi bộ. Nhưng trước khi để làm những việc đó thì chi bộ đã phải đánh giá kỹ, thì mới giới thiệu anh ra làm trưởng thôn. Bởi vì là gì, là chi bộ phải là giới thiệu nhân sự để ra ứng cử trưởng thôn. Thì như vậy là bản chất là phải uy tín năng lực cả trong đảng và cả trong dân. Đến giờ của chúng tôi là 83 trên 85 thôn là bí thư chi bộ là trưởng thôn. Còn hai thôn là dân số lớn quá. Và cái hiệu quả sau khi kiện toàn ấy rất là tốt. Có thể khẳng định sau hơn 4 năm thực hiện đề án số 10, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh. Đến nay, việc nhất thể hóa hai chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành, sớm hơn 2 năm rưỡi so với mục tiêu đề ra. Từ 1.034 chi bộ, sau khi sáp nhập, toàn tỉnh chỉ còn 834 chi bộ, giảm 200 chi bộ so với thời điểm tháng 3 năm 2019. Theo số liệu mới nhất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến ngày 15 tháng 6 năm 2023, 100% số chi bộ, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Trong đó có 806 chi bộ trên tổng số 834 chi bộ, đạt 97% số chi bộ, tổ dân phố đã hoàn thành việc nhất thể hóa hai chức danh, bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn. Điều đáng nói, số người làm bí thư chi bộ và trưởng thôn trước đó là 1.835 người, nay chỉ còn 840 người, giảm 995 người so với năm 2019. Khi thực hiện cái chủ trương của Đảng như vậy thì hiệu quả công việc cho thôn, cho địa phương là khác hẳn. Từ giải phóng mặt bằng, từ các cái tuyên truyền vận động và từ cái tổ chức chủ trương đến tổ chức thực hiện nó nhanh hơn rất nhiều, thuận lợi hơn rất nhiều, thì những cái đó nó rất tâm đắc. Về mặt tổ chức, đến nay Yên Mỹ đã thực hiện 110 chi bộ còn 8 năm, tức là giảm 25 chi bộ. Chi hội giảm 156 chi hội. Còn con người ở cấp thôn 1.186 giảm đi còn có 410, là giảm 751 người. Đến nay của huyện, đề án số 10 kết quả rất tốt. Ưu điểm đầu tiên đó là chúng ta tập trung được cái sự lãnh đạo của đảng ủy đối với lại các chi bộ thôn. Và đặc biệt là khắc phục được cái tình trạng mà trưởng thôn không phải là đảng viên, rất khó trong lãnh đạo. Thứ hai nữa là khắc phục được cái tình trạng là một thôn có nhiều chi bộ, thế và một đồng chí trưởng thôn hoặc đoàn thể ở đấy rất khó trong cái việc tiếp cận để triển khai các nghị quyết. Có thôn đến 4 chi bộ thì 4 đồng chí bí thư ra nghị quyết, nhưng mà chỉ có một trưởng thôn.
Thế nhưng đến khi thực hiện cái đề án số 10 mà nhất thể hóa được thì đến giờ này thì có thể nói trong cái công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ rất là tốt, góp một phần rất là quan trọng giúp cho huyện Phù Cử triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là triển khai cái mục tiêu đặt ra là huyện Phù Cử đạt huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2019, và chúng tôi đang tập trung cao để hoàn thiện các tiêu chí để huyện Phù Cử đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025, trước thềm đại hội đảng lần thứ 27 của Đảng bộ huyện Phù Cử. Việc triển khai đề án số 10 trên địa bàn tỉnh không chỉ giải quyết được những khó khăn, bất cập, những mâu thuẫn không đáng có kéo dài trong nhiều năm ở nhiều thôn, tổ dân phố, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ, mà còn giảm được 995 cán bộ bán chuyên trách, góp phần tiết kiệm ngân sách cho nhà nước, đồng thời tăng thu nhập cho người thực hiện cùng một lúc hai nhiệm vụ. Tiền công của cán bộ thôn, tổ dân phố được cải thiện hơn, nâng cao trách nhiệm của cá nhân với nhiệm vụ được giao. Đầu tiên nghĩ là khó, nhưng mà với sự tập trung cao đấy, có 5 thôn trên địa bàn thì 4 thôn thì chúng tôi đã nhất thể hóa được bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn. Thế còn thôn Thế Trang đấy, đông dân 9-10 nghìn dân đấy, chúng tôi đã xây dựng là đưa phó đài truyền thanh của thị trấn để giới thiệu để cho chi bộ bầu làm bí thư chi bộ và đưa đồng chí là phó chủ tịch hội nông dân của thị trấn về giới thiệu để ứng cử tín nhiệm để nhân dân bầu, và họ cũng đã bầu thành công. Cho đến thời điểm này thì cũng là mấy năm trôi qua rồi, chúng tôi đều hoàn thành nhiệm vụ. Từ quân số là có trên 80 người cán bộ thôn, cơ sở thôn, và đến bây giờ chúng tôi giảm xuống còn có 33 đồng chí, giảm đi 50 đồng chí. Đồng chí Trường là trưởng thôn Nhạn Tháp này vừa là bí thư chi bộ thì nói chung là đem hết khả năng của mình ra. Thế đồng chí là phục vụ dân làng, thế rồi là đi sâu đi sát từng ngõ ngách một, các có vấn đề gì dân yêu cầu là đồng chí là tận tâm tận lực. Thế và không kể quản là trưa tối, đồng chí là làm rất là nhiệt tình. Nói chung là đồng chí là gương mẫu lắm. Đảng viên lão thành chúng tôi như thế này thì là cũng rất là đồng tình và ủng hộ cái đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đề án 10 vừa là bí thư vừa là trưởng thôn thì tôi cũng nhất trí hoàn toàn. Như thế thì mới có đủ quyền để mà làm tất cả các cái việc. Bởi vì những cái việc đã bàn rồi thì nói chung là ông trưởng thôn đều phải xuất đầu lộ diện thì mới làm được. Những con số thống kê về số chi bộ, số cán bộ, số kinh phí giảm đi sau khi thực hiện đề án số 10 đã phần nào nói lên kết quả, giá trị và sức sống của đề án. Song có lẽ giá trị bao trùm cái được lớn hơn rất nhiều, đó là sự thay đổi từng ngày của các thôn, tổ dân phố. Tư duy, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ thôn, tổ dân phố. Đời sống của người dân không chỉ được cải thiện mà còn được nâng lên rõ rệt. Nhiều xã, phường, thị trấn chẳng khác gì thành thị, đã và đang trở thành nơi đáng sống. Nhiều nhiệm vụ, nhiều việc khó tưởng chừng không thể làm được trong thời gian ngắn, nhưng đã sớm được hoàn thành. Đến nay, tỉnh đã có 19 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, 93 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Đề án này chúng tôi thấy nó có coi như một cái lợi ích rất là thiết thực. Cái thứ nhất là nó tinh giảm được cái bộ máy. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình chỉ đạo thì đồng chí coi như là bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn thì nó có những cái quyết sách nó nhanh hơn. Cụ thể là chúng tôi chỉ đạo cái xây dựng nông thôn mới nâng cao, và đặc biệt là những cái năm gần đây là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, là một cách tuyên truyền và coi như cái chỉ đạo nó rất là hiệu quả, mà nó rất là nhanh, nó nhất quán về cái quan điểm coi như chỉ đạo từ coi như cấp ủy tới các ban ngành đoàn thể, từ các thôn cho tới xã là thực sự là có hiệu quả. Đến nay thì xã Mễ Sở chúng tôi thì là một trong những xã dẫn đầu của tỉnh là về đích sớm là nông thôn mới kiểu mẫu. Bí thư chi bộ đồng thời làm trưởng thôn thì nó tiện hơn, cái mô hình không cồng cành như trước nữa. Ví dụ như năm 2011 thực hiện nghị quyết của cấp trên thì lúc bây giờ là xây dựng nông thôn mới thì không được tập trung. Ba chi bộ trưởng thôn thì lại là quần chúng, cho nên là ra nghị quyết thì nó thực hiện nó còn chậm trễ, nó không đạt được cái yêu cầu. Sau khi thực hiện đề án 10, ba chi bộ sáp nhập lại một chi bộ sinh hoạt tập trung cao, đảng viên đóng góp xây dựng nghị quyết thì rất là tốt. Cái việc nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời làm thôn, một người làm hai việc, công việc nó cũng rất là trôi chảy. Nhất thể hóa như thế rồi thì trách nhiệm cán bộ nâng cao và chỉ đạo sát sao. Nhiều nghị quyết thực hiện thành công, ví dụ như là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và cái chuyển đổi cái cây vải trứng Hưng Yên, làm được các cái công trình phúc lợi của địa phương. Một người thì làm hai chức danh, tức là hai trong một các cái nhiệm vụ của chính trị của khu phố, vừa là bí thư này, vừa là tổ trưởng dân phố, thì mình
nắm được cái đường lối lãnh đạo của đảng ủy các cấp. Tất cả cái nghị quyết của đảng ủy phường triển khai xuống cái khu phố thì chúng tôi đã thực hiện đều hoàn thành tốt. Đặc biệt chương trình 10 của thành ủy về xây dựng khu phố văn hóa, nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự thì chúng tôi quán triệt và triển khai thường xuyên nên là đã đạt được rất nhiều cái thành tích. Khu phố chúng tôi thì đã nhiều lần là đạt cái khu phố văn hóa, rồi khu phố kiểu mẫu của thành phố. Qua thực tiễn có thể khẳng định đề án số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã thực sự đi vào cuộc sống và đang mang lại những kết quả vượt trên sự mong đợi. Tuy nhiên, để đề án tiếp tục phát huy hiệu quả và đi vào chiều sâu, cần có những biện pháp tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai đề án. Toàn tỉnh vẫn còn 24 thôn, chiếm 3% số thôn trong toàn tỉnh, chưa thực hiện được nhiệm vụ nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn với một số lý do. Nhiều thôn rất khó khăn, không bố trí được cán bộ nguồn. Năng lực của một số bí thư chi bộ còn hạn chế, tín nhiệm thấp. Khi giới thiệu bí thư chi bộ ứng cử bầu trưởng thôn, kết quả bầu còn thấp hoặc không trúng cử. Việc bầu cử chức danh trưởng thôn ở một số nơi còn có tình trạng cục bộ, quan hệ họ hàng, gia đình, vân vân. Ở những thôn có dân số đông, từ trên 6.000 đến 9.000 dân, số lượng đảng viên gần 200 người, những thôn này cần được xem xét đầu tư kinh phí để xây dựng nơi hội họp, sinh hoạt chi bộ, tăng số lượng cán bộ bán chuyên trách và có cơ chế đặc thù bởi áp lực công việc của các thôn này là rất lớn. Nguyện vọng của địa phương đấy là với cái thôn đặc thù dân số đông 9.000 dân đấy nên để cho đồng chí bí thư riêng, đồng chí trưởng thôn riêng. Các cấp thì quan tâm là nâng cái hệ số phụ cấp cho anh em lên. Nếu như hai đồng chí của thôn Trại Trang chúng tôi 10.000 dân như thế thì vẫn còn thấp hơn đồng chí kiêm nhiệm bí thư trưởng thôn 3.000 dân, 4.000 dân. Đấy, cho nên là cái này nó là một cái áp lực với cái thôn đặc thù không nhất thể hóa được là lên bổ sung thêm cho họ một chức danh phó thôn nữa. Bây giờ cái anh 10.000 dân anh cũng có một phó thôn và phải kiêm công an viên, thêm cái anh 3.000 dân cũng có một phó thôn cũng kiêm công an viên. Cái chức năng của anh phó thôn kiêm công an viên của 10.000 dân kia là rất vất vả, áp lực mà đối với công việc là quá tải. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu với tỉnh ủy quán triệt để các cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thấy được cái hiệu quả của đề án và tiếp tục duy trì và thực hiện triệt để 3 cái chỉ tiêu của đề án đã đặt ra. Phấn đấu mỗi một thôn chỉ có một chi bộ để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo. Thống nhất cái thời gian nhiệm kỳ tổ chức đại hội chi bộ và nhiệm kỳ bầu trưởng thôn. Phấn đấu là làm 100% các thôn tổ khu phố là đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn khu phố. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất với tỉnh ban hành các cái chính sách hỗ trợ đối với thôn và khu phố cũng như là hỗ trợ đối với những người tham gia công tác ở thôn và khu phố, tăng cường cái điều kiện về cơ sở vật chất, ví dụ như hội trường, các cái thiết chế văn hóa ở thôn để đảm bảo cho cái hoạt động của chi bộ cũng như là hoạt động của dân cư. Trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất với tỉnh có chính sách tạo nguồn, thế rồi đào tạo, bồi dưỡng cái đội ngũ kế cận sát đúng với cái yêu cầu. Những kết quả thực hiện đề án số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đã phần nào thể hiện quyết tâm chính trị, khát vọng của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong công cuộc đổi mới, phát triển quê hương. Hy vọng những kết quả ban đầu sẽ trở thành nền tảng, điểm tựa, niềm cổ vũ, động viên to lớn để Hưng Yên có những bước tiến nhanh, vững chắc trên bước đường đi tới tương lai.